Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật hải quan sửa đổi. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết trong việc sửa đổi luật hải quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động hải quan, tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi phổ biến hải quan điện tử, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chiều nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật hải quan sửa đổi. Ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết trong việc sửa đổi luật này, tạo hành lang pháp lý để đổi mới toàn diện hoạt động hải quan trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có tính thực thi cao hơn, một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định chi tiết hơn về cơ chế, sự phối hợp cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành trong thực hiện giám sát hàng hóa nhập khẩu. Một số đại biểu kiến nghị bổ sung thẩm quyền của lực lượng hải quan trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc phối hợp giữa các cơ quan có nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chưa kịp thời và mang lại hiệu quả như mong muốn. Có nhiều trường hợp do sự việc diễn biến nhanh chóng, không kịp tổ chức phối hợp nên mất cơ hội bắt giữ và xử lý đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo các đại biểu này, bổ sung thẩm quyền cho lực lượng hải quan sẽ khắc phục được điểm tồn tại này. Trước đó vào sáng nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Đức Hiền, trưởng ban dân nguyện làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội. Trong phiên họp hôm nay, Quốc hội cũng đã thông qua luật việc làm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. 3, điều 19, bổ sung các quy định về thay đổi căn bản phương thức.